Chào các em. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về bộ môn công nghệ ở tiết số 5. Ở tiết này thì thầy sẽ giới thiệu với chúng ta là bài số 5. Là bài này là bài thực hành nối dây dẫn nha. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là dụng cụ, vật liệu và thiết bị được dùng ở bài này là những loại nào ha. Các em quan sát, thứ nhất là về dụng cụ. Ở đây thầy có hình các loại dụng cụ mà chúng ta đã được thầy giới thiệu rồi ha. Ở trong bài số A đó, thì các em quan sát hình và nhớ lại cho thầy biết tên các loại dụng cụ này. Rồi, như vậy ở hình số 1 thì thầy nhắc lại cho chúng ta nè, đây là cây kìm răng. Đây là cây kìm mỏ nhọn, đây là cây kìm cắt, đây là cây kìm tuốt nha. Rồi ở hình số 2 là đây là cây tua vít. Như vậy ở đây là chúng ta thấy chúng ta có 4 cây kìm và 1 cây tua vít. Khi chúng ta thực hành thì thầy sẽ cho làm theo nhóm, một nhóm khoảng 4 bạn đến 5 bạn, và chúng ta phải có tối thiểu là 4 cây kìm và 1 cây tua vít như thế này. Còn nếu các bạn nào, các nhóm nào mà có điều kiện thì chúng ta cứ đem thêm kìm theo, càng nhiều càng tốt. Chúng ta càng có nhiều kìm thì các bạn sẽ có nhiều dụng cụ để dễ làm việc hơn ha. Rồi, ở đây là thầy nhắc lại, đây là tối thiểu nha, dụng cụ tối thiểu. Rồi chúng ta qua phần thứ hai là vật liệu thiết bị. Thì ở đây thầy có các vật liệu và thiết bị sẽ được dùng ở bài này. Các em quan sát cho thầy biết tên. Ở hình số 3 là cái cầu chì, ở hình số 4 là cái công tắc ha các em, hình số 5 là cái ổ điện, hình số 6 là cái thích cắm điện, hình số 7 là cái đuôi đèn, hình số 8 là dây dẫn điện, hình số 9 là cái cuộn băng keo và tờ giấy nhám. Nha. Về cầu chì, công tắc, ổ điện, phích cắm điện và đuôi đèn thì cái phần này là thật ra là nó không nằm trong bài học của mình. Mà phần này là thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm thêm. Để chi vậy? Để khi mà chúng ta biết làm những cái mối nối này đó thì khi mà chúng ta vào thực hành cái mạch điện á, nó sẽ dễ. Nó sẽ dễ cho chúng ta. Lúc đó thầy không phải nhắc lại nhiều nữa ha. Rồi. Rồi, chủ yếu ở bài này là thầy hướng dẫn chủ yếu cái chính đó nha, là nối, thực hành nối dây dẫn và là nối thẳng và nối phân nhánh hay còn gọi là nối rẽ là chủ yếu nha. Như vậy chúng ta có bảng dự trù. Cái này, cái bảng này người ta gọi là bảng dự trù nha. Dụng cụ, vật liệu, thiết bị như sau. Thứ nhất là kìm răng chúng ta có 1 cây, kìm tuốt có 1, kìm mỏ nhọn có 1, kìm cắt có 1, tất cả đều phải còn tốt. Tua vít chúng ta có, nên có là 2 cây và còn tốt, và chúng ta sử dụng đầu ba ke là chủ yếu. Còn nếu mà bạn nào, nhóm nào mua được cái tua vít mà có hai đầu, một đầu ba ke, một đầu bằng, khi chúng ta cần sử dụng ba ke thì chúng ta để đầu ba ke chúng ta sử dụng, khi chúng ta muốn sử dụng đầu bằng thì chúng ta rút cái đầu bằng ra, chúng ta đổi đầu lại thì nó trở thành đầu bằng ha. Nếu có loại tua vít đó thì càng tốt. Rồi về vật liệu thiết bị thì chúng ta có dây dẫn điện là 2 mét là kem, và kem mua cho thầy là loại dây đơn cứng phi 12. Có người thì gọi là phi 1.2, nhưng mà nếu gọi đúng là phải dây đơn cứng phi 12 nha. Cho nên các em chỉ cần đi ra tiệm điện, tiệm bán đồ điện, em nói bán cho dây đơn cứng phi 12 và bán cho 2 mét thì người ta sẽ bán cho em đúng ha. Rồi cầu chì là 1, công tắc là 1 cái, ổ điện là 1, phích cắm điện là 1, đuôi đèn là 1, và chúng ta phải có băng keo và giấy nhám. Rồi các em ghi cái bảng dụng cụ vật liệu này vào nha.
Sau khi tìm hiểu phần dụng cụ vật liệu thiết bị thì ở phần thứ hai là thầy sẽ giới thiệu với chúng ta là nội dung trình tự thực hành bỏ nói. Thứ nhất là chúng ta sẽ được cung cấp một số kiến thức bổ trợ. Về kiến thức đầu tiên đó là các loại mối nói dây dẫn. Chúng ta phải biết khi chúng ta học cái này chúng ta phải biết là chúng ta có những loại mối nói nào. Thì loại mối nói thứ nhất người ta gọi là mối nói thẳng hay còn gọi là nối nối tiếp. Các em quan sát hình. Về mối nối thẳng á, thì nó sẽ có loại là nối thẳng lõi một sợi đây nè. Và nối thẳng lõi nhiều sợi. Nha, lõi một sợi, lõi nhiều sợi. Thì khi thực hành đó các em, khi thực hành và thầy hướng dẫn cho chúng ta thì thầy hướng dẫn kỹ cái phần nói là thẳng lõi một sợi vì nó khó. Còn nói thẳng lõi nhiều sợi, em nhìn nhiều sợi vậy em tưởng nó khó làm nhưng mà thực ra nó dễ làm hơn cái thằng này. Vì sao? Vì lõi nó nhiều sợi như vậy nó rất là mềm các em, và khi em xoắn á, khi em xoắn á thì em có thể xoắn bằng tay, cho nên là nó dễ làm hơn thằng này nhớ ha. Cho nên là chủ yếu là thầy hướng dẫn cho chúng ta là lõi một sợi, còn lõi nhiều sợi thì chúng ta tự làm, tự xem hình tự làm. Thì cách làm nó cũng tương tự như loại một sợi thôi nha. Đó là mối nối thẳng. Thứ hai là mối nối phân nhánh hay còn là nối rẽ. Thì em thấy nè, nối rẽ thì chúng ta cũng có nối rẽ loại một sợi và mối nối rẽ loại nhiều sợi. Đây là hai cái mối nối chính mà thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hành nha các em. Vì sao? Chúng ta còn một mối nối nữa, loại mối nối nữa. Nhưng mà do tình hình yêu cầu là giảm tải cho nên chỉ dạy cho chúng ta hai loại mối nói này thôi. Chúng ta có một loại mối nói thứ ba nữa các em. Mối nói thứ ba là mối nói dùng phụ kiện hay còn gọi là hộp nối dây, bu lông hay là đai ốc nha. Đấy. Thì các em quan sát hình thứ nhất. Đây hình này là mối nói dùng đai ốc nè các em. Em thấy là người ta sẽ hai dây dẫn nè, muốn nói hai dây dẫn thì lại người ta xoắn cái đầu nó lại như thế này. Sau đó người ta lấy con đai ốc người ta chụp vô, người ta dặn nó sát vô thì mối nối sẽ được nối chặt lại và sẽ an toàn, vì cái đai ốc này bên ngoài nó phủ là bằng nhựa cho nên nó sẽ che chắn bảo vệ, không có làm mà mất an toàn điện ha, rất là an toàn. Hình thứ hai là mối nối bằng ốc vít nè, bằng bu lông ốc vít nè. Đấy. Đây. Con này là con gọi người ta gọi là con domino đó em, domino nối dây đó. Và cái này là cái hộp nối dây nè, cái phụ kiện này người ta để bên trong, con domino để bên trong nè, em thấy không? Rồi hai dây dẫn em thấy không, nó nói nè, nói chuyện qua nè. Nó nói bằng con domino và nó có ốc siết để giữ nè, thấy không? Đó. Thì đó là một cái loại mối nối cuối cùng á. Tuy nhiên là trong chương trình thì giảm tải cho nên là chúng ta không được giới thiệu cái mối nối này ha. Thầy chỉ giới thiệu hình để cho chúng ta hình dung thôi ha. Rồi chúng ta qua phần B là chúng ta cùng nhau tìm hiểu yêu cầu của một mối nối. Về yêu cầu của một mối nối thì nó sẽ có những yêu cầu như sau. Thứ nhất là phải dẫn điện tốt. Cái yêu cầu đầu tiên nha, quan trọng nhất là dẫn điện tốt. Khi ta thực hiện mối nối xong, nếu ta lấy cái đồng hồ VOM mà ta đo điện trở á, thì điện trở hai đầu mối nối phải từ 3 đến 4 ohm trở xuống là mới tốt, mới đạt yêu cầu. Còn nếu mà điện trở hai đầu mối nối mà quá lớn thì mối nối này sẽ không dẫn điện tốt và không đạt yêu cầu. Các em nhớ điều đó. Và khi mà điện trở tại mối nối mà quá lớn á, thì các em khi em cho dòng điện chạy qua cái hai dây dẫn đó thì tại vị trí mối nối nó sẽ phát sinh nhiệt và sẽ gây nguy hiểm cho cái mạch điện luôn. Nhớ. Thứ hai là mối nối có độ bền cơ học cao. Có độ bền cơ học cao là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta thực hiện mối nối xong thì nó không bị rung la lên, nó không bị lỏng lẻo. Và khi mà tác động một lực vừa phải thì nó vẫn chắc chắn. Nha. Rồi, thứ ba là mối nối phải đảm bảo an toàn điện. Khi nói xong, ta nói xong rồi thì ta phải cắt điện cho mối nối nữa. Để chi? Để nó mới an toàn.
cho người sử dụng, cho mình. Và cuối cùng là phải đảm bảo mỹ thuật nữa. Tức là mình làm xong rồi thì nhìn bên ngoài thì cái món nó phải đẹp nha. Đó là bốn yêu cầu mà cần phải có. Thì chúng ta ghi nội dung này vào trong tập chúng ta. Rồi, ở đây thầy có bốn hình, các em quan sát bốn hình này. Cho thầy biết là trong bốn hình này thì hình mối nối nào là đạt yêu cầu nhất, tại sao? Rồi, ở đây hình đạt yêu cầu là hình số 2 và hình 1, 3, 4 là không đạt yêu cầu. Nếu để riêng ra từng hình mà hỏi á, thì có thể chúng ta khó trả lời. Nhưng mà nếu để chung vậy thì ta nhìn vào cái ta so sánh là ta biết là ta chọn hình số 2 liền, phải không các em? Vì sao vậy? Vì nó đẹp, mới nói nó đẹp. Khích nè, các vòng quấn nó khích nè. Nó chắc chắn nè. Và vì nó chắc chắn như vậy thì chắc chắn là nó sẽ dẫn điện tốt và đảm bảo độ bền cơ học luôn. Và chúng ta chỉ thiếu cái là băng cách điện nữa là xong. Phải không nè? Rồi, thế thì tại sao hình 1 không bằng hình 2? Hình 1 nó cũng chắc chắn như vậy nè. Các vòng quấn nó cũng chắc chắn nè các. Nó bị hở chỗ này, nó không bằng. Chỗ này là người ta sát nè. Đúng không? Chỗ này nó hở ra như vậy là nó chưa được. Nó chưa được thôi chứ cũng là nói chung là cũng đạt được khoảng là mối nối này cũng khoảng 80-90% rồi ha. Chỉ cần chỗ này mà không hở nữa là quá tốt. Nha. Rồi, nhưng hình số 1 là nó như vậy ha. Nhưng mà hình số 3 là chúng ta chú ý nè. Cái này mới nguy hiểm đó các em. Mới nói này là không đạt và nguy hiểm luôn. Chỗ nào các em nhìn. Các vòng quấn thứ nhất, các vòng quấn nó không khít, không chặt. Như vậy thì chắc chắn nó sẽ không dẫn điện tốt và không đảm bảo độ bền cơ học. Là hai lý do đầu tiên. Lý do thứ ba, mà quấn mà không sát, không chặt như vậy thì nó sẽ mất tính thẩm mỹ luôn. Mất tính thẩm mỹ luôn. Phải không nè? Rồi, không an toàn điện nữa. Không an toàn điện là chỗ nào? Khi mà mối nối lỏng lẻo như vậy, không chắc như vậy thì rõ ràng không an toàn điện rồi. Phải không? Rồi mà chỗ vị trí này chắc chắn là điện trở lớn, mà điện trở lớn thì có thể gây nguy hiểm cho mạch điện. Rồi, một cái nữa không an toàn điện nữa là chúng ta chú ý nè. Thầy nhắc luôn để sau này chúng ta đừng mắc phải. Đó là chúng ta để ý hai cái đầu này nè. Nó có cái đầu nhọn chỉa lên, thấy không? Đấy, cái đầu nhọn chỉa lên này, nếu mà ta lấy băng keo ta băng lại thì cái đầu nhọn này nó có thể làm thủng lớp băng keo cách điện. Mà khi nó làm thủng lớp băng keo cách điện thì sẽ dẫn đến không an toàn điện. Các em nhớ chú ý điều này nha. Rồi, thế hình số 4 thì sao các em? Ủa, hình số 4 băng keo cách điện hết rồi mà sao thầy nói là không đạt yêu cầu ta? Chúng ta chú ý cái vị trí chỗ này nè các em. Đấy. Vì chỗ này là băng cách điện hết rồi, thầy không nói rồi. Nhưng mà vị trí chỗ này nè, em thấy nó lòi cái lõi đồng ra nè. Như vậy là không an toàn điện nha. Băng như vậy là không an toàn điện, không che hết được cái mối nối, dẫn đến không an toàn điện. Và cái thứ hai là hình như cái mối nối này băng như vậy cũng không có thẩm mỹ lắm ha. Chúng ta phải chú ý. Như vậy chúng ta nắm được cái quan sát một cái mối nối như thế nào là đạt yêu cầu và như thế nào là không đạt yêu cầu chưa nè. Rồi, chúng ta qua phần tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu quy trình chung của nối dây dẫn như thế nào nha. Thứ nhất là bóc vỏ cách điện. Chúng ta lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái kìm tuốt để chúng ta bóc vỏ dây. Nhớ nha các em, chúng ta sử dụng kìm tuốt. Ở đây người ta có thể sử dụng dao để tuốt dây, tuốt vỏ dây nữa. Tuy nhiên thầy không cho chúng ta sử dụng dao nha. Vì lý do sao? Vì lý do an toàn. Chúng ta sử dụng dao rất là nguy hiểm, không an toàn. Cho nên là các em nên sử dụng cây kìm tuốt. Và thầy chỉ cho làm một cỡ dây duy nhất là cỡ dây phi 12. Cho nên là chúng ta sử dụng cây kìm tuốt rất là dễ dàng. Nhớ nha. Rồi cái thứ hai là làm sạch lõi. Sau khi bóc vỏ cách điện xong ta phải làm sạch lõi. Đây là hình ảnh người ta làm sạch lõi nè. Người ta lấy tờ giấy nhám ha, xé nhỏ, xé vừa phải thôi ha. Rồi kẹp tờ giấy nhám lại để cái lõi dây dẫn nằm ở trong bên trong, cái người ta vuốt nó thì cái lõi nó sẽ sạch nha.
Thứ ba là nối dây. Nối dây hoàn thành như thế này. Sau khi nối dây hoàn thành xong thì kiểm tra mối nối, nhìn coi nó có đạt yêu cầu giống như nãy thầy hướng dẫn như đó, đạt các yêu cầu hay không. Và dĩ nhiên mối nối này là đạt yêu cầu rồi. Và sau khi kiểm tra nó đạt yêu cầu rồi thì ta qua cái bước là hàn nối dây. Em để ý nè, ở đây là cái mỏ hàn, đây là chì nè, người ta để vào cái mỏ hàn ngay vị trí mối nối, cái chì nó chảy ra nó bám vào cái mối nối như thế này thì nó sẽ giữ chặt cái mối nối lại rất là an toàn và mối nối lúc này sẽ dẫn điện tốt. Tuy nhiên đối với học sinh thì thầy lưu ý cái bước hàn nối dây này giáo viên người ta sẽ không cho chúng ta làm vì lý do an toàn cho học sinh, do cái mỏ hàn rất là nóng nha các em, cho nên sẽ không đảm bảo an toàn khi học sinh sử dụng. Cho nên tất cả các giáo viên đều được yêu cầu là bỏ cái bước hàn nối dây, được chưa? Trong quy trình nó có, nhưng mà khi làm thực hành thực tế thì cho học sinh thì sẽ bỏ phần này. Và cuối cùng là cách điện mối nối. Các em để ý nè, sau khi cái mối nối hàn xong thì người ta băng cách điện như thế này, và cái băng cách điện như thế này thì rất là đẹp ha. Em để ý cái cách băng cách điện nè, băng cách điện lớp sau đè lên lớp trước 2/3, nhớ ha. Rồi, đó là quy trình chung của nối dây dẫn điện. Các em ghi cái quy trình này vào trong tập của mình ha. Rồi, như vậy thì bài học tới đây thầy trình bày với các em ở tiết 5 này là kết thúc. Thì các em nhớ là click nút bài tập làm các câu hỏi để lấy điểm thường xuyên. Và nhớ ghi đầy đủ bài học vào trong tập. Rồi sau đó là chúng ta về nhà, chúng ta nhớ đọc trước bài 5. Cái nội dung tiếp theo là hướng dẫn cho chúng ta thực hành nối thẳng dây dẫn nha. Tới đây là chúng ta ngưng ha. Thầy tạm biệt các em. Chúc các em thành công trong việc làm các câu hỏi lấy điểm ha. Chào các em.